Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiến hành so sánh hai sản phẩm có cái cấu hình nó khá là tương đồng với nhau, đó chính là Realme 6 Pro và Redmi Note 9S. Hai sản phẩm này thì có cái mức giá chênh lệch nhau khá là đáng kể. Realme 6 Pro đang được bán chính hãng khoảng gần 8 triệu đồng, trong khi đó thì Redmi Note 9S thì đâu đó khoảng 5,3 cho tới 5,7 triệu đồng, tức là chênh nhau hơn 2 triệu đồng. Vậy thì với sự khác biệt khoảng 2 triệu đồng đó thì hai cái máy này có thực sự khác biệt hay không thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video clip này nhé. Cả hai máy thì mình đều đã kết nối chung wifi với điện thoại chia sẻ .com và mình đã tiến hành chấm điểm AnTuTu Benchmark. Thì các bạn có thể thấy là 282.000 điểm ở trên con Realme 6 Pro và 232.000 điểm ở trên con Redmi Note 9S. Thì hai con máy này đều sử dụng chung một chipset, đó chính là Snapdragon 720G đi kèm với GPU là Adreno 618. Và con Realme 6 Pro thì có dung lượng RAM lớn hơn là 8GB so với 6GB trên con Redmi Note 9S. Các bạn có thể thấy điểm số trung bình ở góc này thì hai cái thiết bị này nó không có chênh nhau quá nhiều nha. Tuy nhiên không hiểu tại sao khi mà mình chấm AnTuTu thì con Redmi Note 9S nó chỉ được khoảng 232.000 điểm mà thôi. Có một số cái khác biệt như sau về cấu hình của hai sản phẩm này thì trên con Realme 6 Pro nó sử dụng camera kép ở phía trước, còn trên Redmi Note 9S chỉ là camera đơn mà thôi. Về màn hình thì con Realme 6 Pro sử dụng màn hình có tần số quét là 90Hz, còn trên Redmi Note 9S là 60Hz. Và viên pin của con Realme 6 Pro thì cũng nhỏ hơn 4.300 mAh so với 5.020 mAh trên con Redmi Note 9S. Thực ra thì nếu mà trải nghiệm thực tế thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt của màn hình 90Hz và 60Hz nó không thật sự là nhiều nha. Về cái phần camera thì mình sẽ tiến hành chụp hình và mình sẽ gửi cho các bạn một cái bài đánh giá sau. Cả hai máy này thì đều đang chạy trên Android 10, còn Redmi Note 9S thì là trên nền giao diện là MIUI 11, còn con Realme 6 Pro là trên nền giao diện là Realme UI V1.0. Khi mà mình mở cái phần cấu hình mà AnTuTu Benchmark nó liệt kê ra thì mình thấy hai này nó thật sự không có chênh nhau quá là đáng kể về phần cứng. Thậm chí là cả hai máy đều sử dụng cái chip nhớ là UFS 2.1 hết. Bây giờ thì để cho speed test công bằng hơn, mình sẽ tiến hành tắt đa nhiệm và khởi động lại cả hai thiết bị. Cá nhân mình thì mình vẫn đánh giá cao thiết kế trên con Redmi Note 9S hơn, tại vì nó là có hai mặt kính ốp và một cái khung nhựa. Còn con Realme 6 Pro mặc dù là có giá thành cao hơn, tuy nhiên là toàn bộ cái khung vỏ của máy thì đều được làm bằng nhựa và nó khá là bóng, khá là trơn và là rất dễ chày. Phần khởi động thì hai máy có cái thời gian khởi động lên chênh nhau không có quá đáng kể, và Realme 6 Pro thì nhanh hơn một đôi chút. Bây giờ sẽ là ứng dụng đầu tiên mình mở cho vui thôi, đó chính là AnTuTu Benchmark. Thì các bạn có thể thấy là hai cái máy này có cái sự tương đồng nhau trên ứng dụng đầu tiên này. Tiếp theo, tựa game đầu tiên đó chính là Hill Climb Racing. Có vẻ như Redmi Note 9S đã giành chiến thắng ở trong tựa game này rồi. Nó nhanh hơn. Mình sẽ start và thoát ra ngoài màn hình chính để một lát nữa mình kiểm tra đa nhiệm của cả hai máy. Tựa game thứ hai mà mình test đó chính là Zombie Tsunami. Rồi, Realme 6 Pro đã gỡ gạc lại được điểm số, hiện nay đang là 1-1 nha. Realme 6 Pro đã nhanh hơn một đôi chút rồi. Tựa game thứ ba đó chính là Temple Run. Ở tựa game này thì hai máy đã hòa nhau, tốc độ load vào thì chỉ chênh nhau một tích tắc, mình nghĩ là do mình thao tác bấm thôi. Tiếp theo đó chính là tựa game Subway Surfer. Rồi, Realme 6 Pro lại giành chiến thắng, tỷ số hiện nay đang là 2-1 nghiêng về Realme 6 Pro. Tựa game thứ 5 mà mình sẽ test ở đây đó chính là Traffic Rider. Rồi, Redmi Note 9S đã nhỉnh hơn đôi chút, thì cứ coi như là tỷ số hiện nay đang là 2-2 đi nha. Mình sẽ next và play. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài để lát mình quay lại kiểm tra đa nhiệm. Tiếp theo đó chính là tựa game Plants and Zombies. Mặc dù cả hai máy đều sử dụng màn hình có tấm nền là IPS LCD và Realme 6 Pro có tốc độ làm tươi lên đến 90Hz, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao màn hình ở trên con Redmi Note 9S hơn. Các bạn có thể thấy là màn hình ở con Realme 6 Pro nó hơi bị ngả vàng một chút xíu,
Còn màu sắc ở trên con Redmi Note 9 S thì nó trong trẻo hơn, nó chính xác hơn và nó rất là hài hòa. Nhìn thực tế thì các bạn sẽ thấy là cái Redmi 6 Pro nó hơi ngả vàng một chút xíu và nó hơi rực hơn. Tựa game này thì Redmi Note 9 S đã load nhanh hơn rồi. Game cuối cùng mình sẽ test ở trong cái phần so sánh này đó chính là Liên Quân Mobile. Cả hai máy thì đều có ứng dụng không gian trò chơi nhằm giúp tăng tốc khi mà mình chơi game. Tuy nhiên khi các bạn mở lên thì nó sẽ đóng cái đa nhiệm đi, nên là mình đã tắt cái ứng dụng tăng tốc trò chơi trên cả hai máy. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái phần load của game này thì Realme 6 Pro giành chiến thắng. Tuy nhiên là cái màn hình nó như mình nói lúc nãy là nó hơi vàng hơn một đôi chút. Rồi ứng dụng YouTube thì Realme 6 Pro cũng đã nhỉnh hơn. Và ứng dụng cuối cùng mình sẽ test ở đây đó chính là ứng dụng Chrome. 1, 2, 3. Ứng dụng Chrome thì Realme 6 cũng load nhanh hơn. Đó, khi mà kể cả mình vào đọc báo thì cũng vậy ha. Cả hai máy thì đều đang sử dụng wifi của điện thoại siêu rẻ.com. Vậy là chúng ta đã trải qua 10 ứng dụng và phần thắng đã nghiêng về Realme 6 Pro. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử đa nhiệm xem là trong 10 ứng dụng này thì trên cả hai máy có ứng dụng nào phải load lại hay không. Thì mình nghĩ rằng 8GB trên Realme 6 Pro và 6GB trên Redmi Note 9 S thì có thể giúp cho hai cái máy này kiểm soát đa nhiệm khá là tốt. Và thực tế là các bạn có thể thấy là nãy giờ mình mở khoảng tầm 4-5 ứng dụng gì đó rồi, tuy nhiên thì chưa ứng dụng nào phải load lại. Rồi Liên Quân Mobile thì cũng chưa phải load lại. Và mình sẽ thử YouTube và Chrome nữa nha. Traffic Rider cũng chưa phải load lại luôn. Plan and Zombie cũng tương tự chưa phải load lại. YouTube và Chrome. Cả hai máy mình để độ sáng màn hình là khoảng 70%. Tuy nhiên thì mình thấy là cái màu sắc ở trên cái độ sáng chứ ở trên con Redmi Note 9 S thì nó nhỉnh hơn một chút xíu so với con Realme 6 Pro. Vậy thì anh em đánh giá sao về hai sản phẩm này và liệu rằng cái mức độ chênh giá khoảng hơn 2 triệu đồng như vậy thì anh em có sẵn sàng để lên con Realme 6 Pro để trải nghiệm màn hình 90Hz hay không? Hay anh em sẽ vẫn quyết định là lựa chọn con Redmi Note 9 S vì nó sẽ đáp ứng được hầu hết các cái nhu cầu sử dụng mà Realme 6 Pro có thể mang lại cho anh em? Thì anh em vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com. Nếu thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.